Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Thầy Vũ Phúc Nam nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái bài thuốc rượu ngâm rượu mà xoa bóp trị nhức mỏi tê thấp dành cho mấy người mà viêm khớp ha, đau cơ nhức xương khớp này kia ha. Thì mấy năm qua mình làm thì mình làm có hai loại thuốc, mà loại thuốc thường mình làm là thuốc nam, mình ngâm thuốc nam ha, và cũng có loại mình ngâm thuốc bắc. Thì tuy nhiên thuốc bắc thì nó mắc ha, còn thuốc nam thì nó cũng hiệu quả cũng rất là tốt ha. Bà con là rất là có nhu cầu xin, mình làm thì nói chung là cũng không đủ cho bà con ha. Một lần mình làm mà là ngâm vậy là 20 lít, thì mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Nếu mà ai có điều kiện ở nhà thì mình ngâm như vậy là mình xoa bóp ha. Nói chung thuốc đó mình áp dụng, mình làm nhiều năm qua là nó đã an toàn hiệu quả ha, bà con xoa bóp rất là chịu ha. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi kiếm từng cái nguyên liệu để mình làm. Nếu mình làm được ở nhà thì mình tự làm ha, còn nếu làm không được thì mình xem hướng dẫn của Vũ làm, rồi sau đó thì đến ngày hút thuốc thì các bạn đến nhà thuốc để nhận ha. Đây là cái cây giăng bò ha. Ở trong thuốc bắc mình lấy cái phần mà gỗ lõi của nó ha, là mình kêu là tô mộc đó ha. Thì cái trái của nó là nó còn bự nữa ha, này trái non của nó, hoa của nó đó, thì trái của nó như cái sừng con bò vậy đó, nên ta kêu giăng bò ha, hay là bò giang rồi cũng nói ha. Cái thân của nó gai rất là nhiều ha, thân nó gai lắm. Rồi xài thì thường là cái thân sát gốc á, nó bự thì nó sẽ có lỗi bên trong ha, nó đỏ ha. Thì thường ngày xưa á, theo mấy cái vườn ở trên núi người ta trồng để làm hàng rào ha. Đây là cái cây giăng bò, mình lấy cái lỗi nó gọi là tô mộc ha. Mình ghé mình xin cây mọi lụ nghe mọi người. Cây mọi lụ thì nó giống như là cây lụ của mình vậy đó ha, hay là cây lụ mỏ nhát đấy ha. Cây này nó trị nhức rất là hay. Ở nhà này là có 2-3 cây mọi lụ bự lắm nha. Thì chỗ này mình xin chừng vài ký à. Cái cây mọi lụ này nó ngang với mai thanh á, ngang với mai thanh. Mình xin được một mớ cây mọi lụ ha. Mọi lụ này mình cần cỡ 2 ký à, về mình sẽ chặt ra ha, thân lá rồi luôn ha. Ở này mình mọi lụ mình xin, còn cái bình nước này là mình chia của nước được kim anh ở dưới ha. Lần này mình làm rượu thuốc, mình ngâm thuốc, thành ra là được kim anh là tặng cái bình này ha, không có lấy tiền. Cái nguyên liệu là mình mua 5 thứ ngải ha, là ngải xanh, là giá của nó là hiện tại là 25.000 một ký, ngải tím 25.000, ngải sậy 1 ký 30.000, ngải đen 1 ký 70, ngải đỏ là 30, hạt mã tiền chút xíu mình sơ chế nữa ha, là 200g nó 40.000, vỏ cà dâm 1 ký nha, là 260. Bữa nay ngày 15 tháng 7 2022 ha, cái này là của chị Thu Sương, con của bà Sáu Xứng ha. Chỉ biết mình mua làm củ thuốc cho bà con, cho nên là cái này là chỉ hỗ trợ luôn á, chỗ không chỉ không có tính tiền. Ghi ơn công đức của chị Sương nha. Còn ở nhà mình á là mình có tô mộc sẵn nè, mình chuẩn bị khoảng nửa ký. Rồi cái này là tô mộc nha, tô mộc lỗi cái cây bò giang đó, mình lấy cái phần thân gốc về mình bào đó ha. Còn cái này là huyết rồng ha, huyết rồng cứng nha, huyết rồng huyết á, mình lấy huyết rồng huyết khoảng 1 ký ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi sơ chế mấy cái ngải này ha. Mình rửa sạch rồi mình sắc lát ra, cũng giống như các loại thuốc khác gì đấy ha. Vỏ cà dâm, mấy loại ngải mình sẽ rửa sạch mình sắc lát. Còn cái cây mọi lụ đó là mình cũng xay ra luôn ha, mình lấy máy hay là mình lấy dao mình chặt ra. Mọi lụ đó khoảng 2 ký ha.
Rồi, năm lọ gãi mình làm sạch rồi cái mình sắc lát ra nha. Làm rửa sạch đất cát rồi mình sắc lát ra. Sắc hết mình để chung cũng được. Mình lấy máy bào mình bào ha. Tại vì mấy cái nhánh nhỏ bào nó khó ha, mình bầm ra thêm á, mình lấy dao mình bầm ra cho nó thành lát gọn gọn vậy ha. Để nó màu thấm thuốc, nó màu ra thuốc ha. À, còn mấy này chặt thêm ra. Đây, cây là cây mọi lũ nãy đó ha quý vị. Cây mọi lũ. Tiếp theo là mình sơ chế 200 g hột má tiền nha. 200 g hột má tiền đó mình rang. Mình rang cho nó thơm lên nha, cho nó hơi vàng lên đó là nó mau thấm hơn. Còn hột má tiền sống mình ngâm nó lâu ra lắm ha, mình rang như vậy nó răng nứt như vậy á là nó thấm rượu nó mau ra hơn. Cái hột mã tiền này nó có tác dụng thông kinh ha, thông mấy cái kinh dây thần kinh ở bên trong á. Các bạn lưu ý hột mã tiền á là lúc mà mình chưa rang á là nó dẹp ha, nó dẹp lắm, bề ngang nó rất là dẹp, dẹp như bánh tay yến vậy đó. Nhưng mà mình rang tới một hồi là nó phồng tròn do lên viên bi vậy đó ha, đó là cái hơi cái ngộ của nó ha. Gan màu cái nó nở ra, nó khô mà nó không biết sao mà nó nở ra, nó phì tròn vo là được. Rồi mình gan mã tiền xong á, mình để cho nó nguội cái đó ha. Rồi tiếp tục mình chuẩn bị mấy cái nguyên liệu kia. Bây giờ cái mỗi lũ này thì mình lấy cỡ một thao thôi. Nếu mà cân ký chắc cũng khoảng cỡ 1 ký ha. Cỡ 1 ký. Cỡ 1 ký rưỡi đi. Rồi bây giờ mình sẽ đưa hết mấy cái nguyên liệu này vô trong cái bình. Bây giờ cái kinh nghiệm á, khi mình đưa á, mình sẽ đổ rượu vô mình ngâm á. Như vậy thì mình sẽ để những cái thuốc khô vô trước. Mình để vỏ cà dâm nè, mình để vỏ cà dâm vô. Tại vì mình để mấy cái khô vô trước á, để nó nổi nha. Để cà dâm vô. Cà dâm này là cà dâm vỏ nha, vỏ cà dâm nha. Mình xài cái vỏ cho nó mạnh. Người ta lột ta lấy cái vỏ, mình xài cái vỏ. Nguồn ký cà dâm. Rồi tiếp theo là tới huyết gồng ha. Bỏ huyết gồng vô. Bỏ hết thao huyết gồng cỡ 1 ký đó vô ha. Rồi xong huyết gồng, bây giờ mình tới mình để tô mộc ha, mình để tô mộc vô. Vừa để mình vừa nén thuốc xuống nha, mình nén nó, mình đè nén chắc xuống. Tại vì ba cái thuốc khô nó xốp ha. Rồi tiếp theo đó mình để cái cây lụa mội vô ha. Cái cây lụa mội. Mình để 5 lọ ngải ha, 5 lọ ngải mình làm đó. Mình sắc mỏng ra ha, mình để vô cho đầy bình ha, rồi sau đó mình sẽ đổ rượu vô mình ngâm. Để hết 5 thứ ngải vô ha. Ném cho đầy bình rồi mình đổ rượu vô. Khi gần đầy đó các bạn nhớ nha, mình còn 200 g hột mã tiền nha, mình để 200 hột mã tiền vô luôn ha. Rồi mình thêm ngải cho nó đầy luôn ha. Đây là mình cho rượu vô. Mình rót rượu vô cho đầy luôn ha. Rồi, mình mua 20 lít rượu ha. Mình rót vô cái bình này 20 lít. Mình rót ở đây còn chừng không tới 5 lít ha.
là mình đổ vô cái bình này là có thuốc, có ấy trọng rồi là khoảng 16 lít rượu ha. Cái bình 20 lít này nè, sau khi mình nhét thuốc vô mình đổ khoảng 16 lít đó. Mình làm nhiều lần để vậy đó. Ở đây 20 lít mà còn chừng khoảng 4 5 lít nè ha. Khoảng 4 lít. Rồi mình đậy nắp, mình ghi ngày giờ lại ha. Ghi ngày bữa nay. Rồi cái ngâm rượu như vậy là khoảng 10 bữa là mình xài được rồi ha. Này là mình đã vô thuốc 5 loại ngải. Rồi mỗi thứ là 1 ký ha. Hạt mã tiền 200 g, vỏ cà dâm là 1 ký. Quế khâu là 200 g, huyết rồng mình thêm huyết rồng á là 1 ký ha. Với cái cây mọi lũ á, nãy mới cây mọi lũ nãy á là một cây mọi lũ nãy là một khoảng 1 ký 1,5 ký nữa ha. Cây lá mọi lũ mình xin đó thì cái nguyên liệu là 5 loại ngải nè: hạt mã tiền 200 g, vỏ cà dâm 1 ký, quế khâu 200 g, huyết rồng 1 ký, còn cây lá mọi lũ khoảng 1,5 ký ha. Là mình để chung vô mình ngâm thôi, thành cái bình này là 20 lít ha. Mình đổ như vậy là khoảng 16 lít rượu ha. Mình ngâm như vậy là khoảng 10 ngày trở đi là mình bắt đầu mình xài được rồi. Còn để càng lâu thì rượu nó càng ra nhiều ha. Thì mà mình sẽ lấy cái rượu này mình so bóp ha, so bóp vào mấy cái khớp, mấy cái chỗ mà bị đau khớp ha. Cho những cái người mà bị viêm xương khớp rồi đó ha, đau cơ rồi đó. Rồi bắt đầu mình so bóp á, vậy thì nó đỡ nhức mỏi tê thấp rồi dữ lắm ha. Nhiều năm qua mình làm, mình cho bà con là xài rất là hiệu quả ha. Thì nói chung lâu lâu á mình mới đi làm một lần, mình có điều kiện mình đi kiếm á thì mình mới đi làm một lần ha. Ngải thì mình mua ha. Nói chung là thứ nào mình kiếm được thì mình kiếm, cứ kiếm không được mình phải đi mua. Thì các bạn làm cứ làm theo vậy đó. Thì mình ngâm vậy đó để dành là cho miễn phí cho bà con, hỗ trợ bà con tới đây mà có nhu cầu á, mà bị nhức mỏi quá ha, cần rượu xoa bóp á mình cho. Rồi ở cái video tiếp theo sau này đó, mình sẽ hướng dẫn thêm cái cách sử dụng 5 loại ngải với một hàng thuốc bắc. Mình sẽ hướng dẫn thêm cái cách sử dụng 5 loại ngải với một hàng thuốc bắc để bó cho những cái người mà bị là thoát vị đĩa đệm ha. Rồi bị u xương hay là bị gãy xương cột sống, đôn xương sống gì đó ha. Sau khi mình nắn chỉnh lại rồi mình sẽ hướng dẫn cái cách sơ chế cái loại mà cái thuốc đắp bó cột sống nha. Rồi hay là bị chặt tay gãy tay này kia đó, thì hồi xưa cái theo kinh nghiệm gia truyền nha, thì ở cái video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái đó ha. Rồi các bạn yêu quý kênh, ủng hộ kênh đó, thì mình đăng ký bấm chuông để theo dõi ha. Những cái bài thuốc mình chia sẻ là những cái bài thuốc tâm đắc ha, là mình đã làm, đã ứng dụng hiệu quả cho bà con nhiều năm ha. Chứ không phải là mình chỉ truy cập ở trên mạng hay là mình đọc trong sách rồi mình làm đại để mà mình câu like hay gì ha. Thì nói chung là mong các bạn là thấy cái kênh hữu ích thì mình đăng ký để mình theo dõi để mà mình sau này mình ứng dụng để có thể mình tự chữa bệnh được cho mình ở nhà ha.